Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Thời gian qua, tin đồn Hoàng Minh Di bí mật sinh con đầu lòng vẫn là chủ đề gây bàn tán của công chúng. Và vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua thì hình ảnh nữ ca sĩ đón năm mới tại quê nhà của bạn trai càng làm dấy lên nghi vấn cả hai đã âm thầm về chung một nhà. Mới đây thì Hoàng Minh Di đã chính thức lên tiếng và nhận được sự chú ý lớn từ khán giả. Trong thời gian gần đây khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí, giọng ca rời bỏ đã thoải mái trả lời về chuyện kết hôn và sinh con với bạn trai thiếu gia. Hoàng Minh Di chia sẻ, em luôn luôn có mong muốn nuôi em trai ăn học, công việc xong xuôi mới nghĩ đến việc kết hôn. Kết hôn với em cũng không quan trọng bằng việc mình sống cùng với người mình yêu và hạnh phúc thế nào. Với cả em cũng phải có hai đứa em mới kết hôn. Trước đó thì vào tháng 3 năm 2018, Hoàng Minh Di công khai tình cảm với bạn trai thiếu gia sinh năm 1987, đang điều hành một doanh nghiệp chuyên về phân bón sau một năm hẹn hò. Trong suốt thời gian yêu đương và tìm hiểu nhau, Hoàng Minh Di thoải mái chia sẻ ảnh gần gũi, thậm chí còn gọi thiếu gia Nguyễn Minh Hải là chồng. Cuối tháng 7 năm 2019, Hoàng Minh Di gây xôn xao khi thông báo tạm gác lại công việc để nghỉ ngơi và bên cạnh gia đình nhiều hơn. Cũng từ thời gian này, nữ ca sĩ đã vướng vào nghi vấn bí mật sinh con đầu lòng cho bạn trai. Giữa loạt nghi vấn sinh con, Hoàng Minh Di ngầm phủ nhận bằng việc liên tục đăng ảnh khoe body thon gọn lên mạng xã hội. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.